Mặc dù số vụ buôn lậu, gian lận thương mại có giảm do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên mức độ vi phạm lại tinh vi hơn trước. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết VCB Rewards, giao dịch tích điểm đổi qua. Các đối tượng tổ chức buôn lậu, tiêu thụ hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Nhiều vụ buôn lậu thiết bị y tế, xăng dầu dưới vỏ bọc doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Điển hình nhất là vụ sản xuất 2,7 triệu tấn xăng dầu giả bị công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá. 9 tháng đầu năm quản lý trưởng được giao 1.700 vụ vi phạm xăng dầu. Vi phạm với mặt xăng dầu có hai loại vi phạm. Thứ nhất là liên quan đến cái giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động. Và cái thứ hai liên quan đến chất lượng xăng dầu, chất lượng là xăng kém chất lượng là xăng giả. Sau khi một số địa phương thực hiện nới lỏng giãn cách, các hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục, hoạt động buôn lậu sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng lại có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Có những cái chuyên án vừa rồi chúng tôi phối hợp với Bộ Công an đấu tranh bắt giữ cái đường dây là trên 500 kg ma túy. Đấy là bắt chia thành 3 giai đoạn, còn giai đoạn đầu là 342,5 kg ma túy. Đấy, ví dụ như ma túy là không có chiều hướng giảm. Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, dù số vụ buôn lậu gian lận thương mại có giảm, nhưng có đến hơn 1.600 vụ bị khởi tố, tăng hơn 90% so với trước đây. Thực tế này đòi hỏi cơ quan chức năng cần có giải pháp để khắc phục lỗ hổng trong công tác quản lý, kiểm tra công vụ, xử lý kịp thời những cán bộ có dấu hiệu tiêu cực, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp môi trường kinh doanh an toàn và thuận lợi. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã yêu cầu các lực lượng chống buôn lậu tập trung nhiều giải pháp để kiểm soát đấu tranh với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, gắn hiệu quả hoạt động chống buôn lậu với trách nhiệm của người đứng đầu bộ ngành và các địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc vấn đề, nhất là trong phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành động, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng và đặc biệt là liên quan đến đời sống của người dân, sức khỏe người dân. Đó có vật tư và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Các hàng để phục vụ cho nhu cầu của người dân từ nay đến cuối năm cũng như là chuẩn bị cho Tết. Để đặc biệt rất lưu ý quan tâm đến vấn đề là hàng kém chất lượng, hàng giả và hàng nhập lậu.